Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Tin tức dân trí và ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý trong ngày. Những người ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xuất hiện dọc hai bên đường di chuyển để chào đón ông quay trở lại Florida sau khi kết thúc 4 năm trèo lái nước Mỹ. Ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Ngày 20 tháng 1, ông Donald Trump đã chính thức khép lại nhiệm kỳ Tổng thống và ông Joe Biden đã trở thành ông chủ mới tại Nhà Trắng. Sau khi tham gia buổi lễ chia tay ở căn cứ Andrew, bang Maryland, ông Trump sẽ lên chuyên cơ không lực 1 để di chuyển tới Palm Beach, Florida, nơi ông sẽ sống sau khi mãn nhiệm. Ông Trump không tham dự lễ nhậm chức của ông Biden, vì vậy ông đã chọn về Florida sau khi thực hiện bài phát biểu chia tay. Ông hạ cánh xuống bang này vào lúc khoảng 11 giờ ngày 20 tháng 1, một giờ trước khi trở thành cựu Tổng thống. Nhiều người ủng hộ Trump đã xuất hiện trên đường từ sân bay Palm Beach đến khu nghỉ dưỡng hạng sang Mar-a-Lago nhằm chào đón ông với cờ hoa và các thông điệp tôn vinh ông. Người ủng hộ ông Trump giơ biển, vẫn là Tổng thống của tôi. Người ủng hộ đón ông Trump với thông điệp, chào mừng về nhà ngài Tổng thống, mãi mãi trong tim chúng tôi. Ông Trump hiện đang đối mặt với phiên tòa luận tội tại Thượng viện liên quan tới cáo buộc ông kích động cuộc bạo loạn nhà Quốc hội hôm ngày 6 tháng 1. Ông cũng đang gặp phải một số thách thức pháp lý khác. Ông đã phát đi thông điệp về việc có thể trở lại con đường chính trị trong tương lai khi có thể tiếp tục tranh cử Tổng thống vào năm 2024. Dù đã mãn nhiệm nhưng ông Trump được xem là một chính trị gia có tầm ảnh hưởng trong Đảng Cộng Hòa khi ông thu hút được lượng phiếu bầu 75 triệu trong cuộc bầu cử năm ngoái. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong ngày. Quý vị đừng quên like, share, subscribe kênh Tin tức dân trí để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất mỗi ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!